chương 20, sóng gió trong hội trường. Mấy viên cảnh sát được kỳ tình chỉ điểm, dẫn chu lôi ra ngoài để điều tra. Chu lôi không ngờ kỳ tình lại báo cảnh sát, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tôi không chạm vào cô ta, cô ta làm quá rồi, đầu cô bị sao vậy? Một viên cảnh sát quát, gào thét cái gì? Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi. Có tổng giám đốc nhanh chóng đến để điều phối tình hình cảnh sát không muốn làm gián đoạn buổi tiệc cuối năm bèn yêu cầu các lãnh đạo trực tiếp và những người liên quan ra ngoài để điều tra đồng nghiệp kéo đến vây quanh trần tùng cũng đến lo lắng hỏi kỳ tinh có chuyện gì xảy ra vậy kỳ tinh vừa thấy anh nghĩ đến cơ hội thằng trước đáng lẽ thuộc về mình bị anh ta dập tắt không thể nói lên lời cảnh sát đưa những người liên quan ra khỏi hội trường mc trên sân khấu cố gắng tạo không khí tiếp tục vòng quay thưởng tiếp theo mọi người vẫn xì xào bàn tán nhưng khi giải thưởng càng cao, sự chú ý cũng dần chuyển sang đó. Cảnh sát giải thích với phó tổng giám đốc lý do nhận cuộc gọi. Kỷ tình báo cảnh sát rằng một đồng nghiệp nam đã quấy rối tình dục và tấn công cô. Nghe thấy điều này, lệ lệ lập tức hỏi, ai? Là ai đã quấy rối cậu? Kỷ tình vừa bình tĩnh lại, cảm xúc lại dâng trào, chỉ vào chủ lỗi mà tố cáo. Anh ta, anh ta đã chạm vào mông tôi, không thừa nhận còn chửi tôi, đẩy tôi vào tường. Đồng nghiệp và lãnh đạo trực tiếp của chu lỗi đều có mặt. Anh ta nổi giận, chỉ vào mặt cô mà hét lên, "Tôi cảnh cáo cô đừng có nói bậy. Cô tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám làm gì cô à? Ai chạm vào cô, đổ như cô đưa tôi, tôi còn không thèm." "Anh nghĩ anh là ai mà dám nói như vậy?" Lệ lệ hét lên, "Anh là loại đàn ông rác rưởi, không có năng lực sống nên dựa vào việc tưởng tượng, giỏi lắm thì đi quấy rối đồng nghiệp, muốn phụ nữ đến phát điên rồi sao? Anh còn là người không?" "Cô có tin tôi đánh chết cô không?" "Im lặng ngay." cảnh sát quát lớn muốn đánh ai muốn vào đồn phải không đối phương sợ hãi trước sự cứng rắn mà lập tức im lặng lúc này đồng nghiệp của chú lỗi nói chắc chắn có hiểu lầm ở đây tôi rất hiểu anh ta bình thường anh ta cư xử lịch sự làm việc chăm chỉ không phải loại người như vậy hoàng Vi thì thầm kỳ tình là kỹ sư trưởng quan hệ tốt với mọi người cô ấy không thể nói dối lãnh đạo của chú lỗi nói vậy thì chắc chắn có hiểu lầm hơn nữa chuyện này có thể giải quyết nội bộ không cần phải báo cảnh sát. Làm phiền các anh, quá xúc động rồi. Trần Tùng nhíu mày nói, nhân viên của anh cũng quá xúc động, vừa hét lên, vừa muốn đánh người. Chủ lỗi, tôi không chạm vào cô ta, tôi đã nói rồi, tôi bị oan, ai mà không tức giận cơ chứ. Kỷ tình đã lường trước rằng hắn sẽ phủ nhận, cường quyết nói, khách sạn có camera giám sát, kiểm tra đi. Mặt chủ lỗi thay đổi, không qua được mắt của cảnh sát. Viên cảnh sát hỏi, anh chắc chắn không quấy rối cô ấy chứ không được vậy kiểm tra camera rất nhanh camera đã được trích xuất nhưng trong đoạn phim kỷ tinh đứng đối diện với camera tay của đối phương lại che khuất phía sau không thể xác định được hành vi cụ thể chỉ có cuộc tranh cãi và đẩy nhau sau đó được ghi lại hai bên tranh cãi chủ lỗi khẳng định mình chỉ đang bước đi tự nhiên kỷ tinh nói không thể có góc độ như vậy chủ lỗi lại nói đó là do anh ta quay lại nói chuyện với cô cảnh sát không thể giải quyết nói có nhân chứng không chú lỗi cười lạnh, tỏ ra đắc ý. trong chốc lát, có thể ai nhìn thấy chứ? dù có thấy, ai dám đứng ra làm chứng? lãnh đạo khuyên cả hai nhượng bộ, Kỳ tinh nuốt không trôi cơn tức này, yêu cầu hắn xin lỗi công khai. đối phương lại tỏ ra kiêu ngạo, nói mình bị oan, yêu cầu kỷ tinh xin lỗi công khai. khi kỷ tinh đang vô cùng phẫn nộ, cảnh sát chỉ vào một camera khác và nói, người này có lẽ đã nhìn thấy. trên màn hình camera, một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ kính lớn đang gọi điện thoại ánh mắt hướng về phía hành lang bên ngoài nhà vệ sinh. Phó tổng giám đốc nhận ra người trên màn hình, liền đi mời người đó. Chẳng mấy chốc, người đó xuất hiện. Chính là Hàn Đình. Đường Tống đi theo sau. Kỷ tinh thấy đường Tống, đột nhiên nhớ lại chuyện chiếc bò tre. Hóa ra hôm đó người trong xe chính là Hàn Đình. Hàn Đình vừa bước vào đã thấy kỷ tình nước mắt giàn ruộng, đôi mắt của cô dõi theo anh. Như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, anh lạnh nhạt rời mắt, nhìn về phía của cảnh sát. Cảnh sát kể ngắn gọn về vụ việc rồi giải thích. Chúng tôi thấy anh ở gần đó qua camera. Muốn hỏi liệu anh có nhìn thấy cuộc cãi vã này không? Hàn Đình kiên nhẫn nghe xong và nói: Tôi có thấy. Ánh mắt kỳ tình càng thêm khẩn thiết. Anh có thể mô tả lại tình huống lúc đó không? Cô ấy đã bị quấy rối tình dục. Hàn Đình nói ngắn gọn xác nhận toàn bộ vụ việc. Mấy người, mấy người thông đồng với nhau đấy à? Chủ lỗi giận dữ. Hàn Đình liếc hắn một cái, chưa kịp mở miệng, phó tổng giám đốc đã cào giọng quát làm cho Lưu Manh còn không dám thừa nhận. Tất cả lãnh đạo và đồng nghiệp đều im lặng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy phó tổng giám đốc cúi đầu xin lỗi Hàn Đình. Xin lỗi ngài Hàn, để ngài phải chứng kiến chuyện này, thật xin lỗi và cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Tổng giám đốc Hàn, khoan đã, người này là... Kỳ tình bối rối vô cùng, cảnh sát hỏi, anh có thể hợp tác ghi lời khai không? Hàn Đình trả lời, được. Anh cùng một nhân viên cảnh sát ra ngoài ghi lời khai Phó tổng giám đốc tự mình mở cửa tiện anh ra, chủ lỗi cúi đầu, Khi thế ban nãy biến mất hoàn toàn. Mọi người nhìn thấy cũng rõ ràng ai đúng ai sai. Phó tổng giám đốc hỏi cảnh sát xử lý thế nào, cảnh sát nói nếu truy cứu có thể giam giữ, nhưng vì là đồng nghiệp nên đề nghị hòa giải, yêu cầu hắn xin lỗi và bồi thường. Tuy nhiên cũng cần sự đồng ý của kỳ tinh. Nghe vậy lãnh đạo của đối phương không thể tin, đùa giỡn đồng nghiệp mà lại bị giam giữ. Kỳ tinh, ai đùa giỡn với anh ta? Tôi với anh ta quen thân lắm mà mà anh ta đùa giỡn với tôi. Cảnh sát cũng nói, với thái độ này có vẻ không muốn xin lỗi. Lãnh đạo của hắn bị mắng, lườm chú lỗi một cái, vất tay đi ra ngoài, không thèm quan tâm nữa. chủ lỗi nói, xin lỗi, kỷ tình không phản ứng. Đồng nghiệp của hắn bàn bạc, yêu cầu hắn viết lời xin lỗi bằng văn bản và bồi thường 500 tệ. Mọi người đều làm hòa giải, là lỗi của hắn. Chúng tôi sẽ nói hắn, hôm nay là ngày vui, sắp Tết rồi đúng không? nên tha thứ cho người khác mà bỏ qua đi. kỷ tình mím môi không nói. Lệ lệ đứng một bên, lạnh lùng quan sát, đột nhiên tách ra. Để tôi bàn với cô ấy. Nói xong kéo kỳ tình ra ngoài. Tớ không muốn tha thứ cho hắn. kỷ tình vừa mở miệng, mắt đã ướt. Lệ lệ trầm một điếu thuốc, nhìn vào mảng cây bên cạnh không nói gì. Nước mắt kỷ tình lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt chạm đất. Tớ không thể tha thứ cho hắn. Cậu không biết hắn kinh tởm thế nào. Tay hắn chạm vào, Cô ngượng ngùng, cậu không biết hắn kinh tởm thế nào đâu." Lệ Lệ nói với vẻ cô đơn, "Tớ biết, tớ biết những người đàn ông đó kinh tởm thế nào, nhưng tiểu tinh à, tớ khuyên cậu bỏ qua, đối với đồng nghiệp và lãnh đạo của cậu, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, chạm một cái thì sao, đùa một chút thì sao chứ, chuyện lớn à? Không chịu nổi thì đừng ra ngoài làm việc, xã hội là thế đấy." Kỳ Tình không hiểu tức giận nói, "Tớ không sai, người sai là hắn, tớ là nạn nhân." Đúng nên bây giờ mọi người thông cảm cho cậu, đứng về phía cậu. Cậu là nạn nhân, nhưng nạn nhân phải biết điểm dừng, phải hiểu chuyện và phải rộng lượng. Nếu làm quá, họ sẽ không thích, không ủng hộ cậu nữa. Dù gì cậu cũng làm việc ở đây, đừng gây thù chuốc oán với mọi người. Kỷ tình không nói gì, bóng dáng mỏng manh trong đêm khẽ run rẩy.